Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vừa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. 6 tháng qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã vượt mức tất cả các chỉ tiêu được chính phủ giao. Tất cả các đơn vị đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh, đặc biệt giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng tăng 14,6% và khai thác dầu thô trong nước tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2014, đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước 6 tháng đầu năm, đạt 6,28%. Bước vào thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015, toàn thể cán bộ công nhân viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ triển khai quyết liệt 15 nhiệm vụ giải pháp được đề ra tại hội nghị nhằm mục đích hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.